Thân ái chào các bạn. Để có cái kết chặt cái tình, mà nghĩa là có cái sự tương tác giữa người nghe và cái người nói, thì cô có những cái bài viết để mà chia sẻ cho các bạn về cái tử vi, chia sẻ những cái câu hỏi của bạn về cái cuộc đời của mình. Thì hôm nay cô sẽ trả lời cho một cái bạn nam có tên là Sinh Sinh. Thì bạn sinh ngày 3 tháng 11 năm Quý Hợi. Ngày này là ngày âm lịch nha bạn. Và lúc 17 giờ cho đến 19 giờ. Thì bây giờ cô phân tích sơ cái phần ngoài lề của cái tuổi của bạn để chúng ta cùng nghe nha. Bạn sinh năm Quý Hợi, tức là thủy, thủy là ngưỡng người có cái thực tài. Và bạn sinh vào cái tháng 11, mà mình cái tuổi Hợi mà sinh được vào cái tháng 1, nghĩa là mình thuận được cái thịnh, thuận được cái tháng sinh. Mình sinh vào cái giờ Dậu. Giờ Dậu á, thì nó có cái tính như thế này nè. Nó có cái tính là khắc gia. Nhưng mà nếu mà qua được 16 tuổi thì cái sự khắc kỵ đó nó sẽ được hóa giải, mà mình không còn cái sự khắc kỵ đó nữa. Và bạn là âm nam thì đúng như cái mình là nam thì gặp âm nam thì tốt rồi. Mệnh của mình là mệnh hải, đại hải thủy, nghĩa là mình mệnh thủy. Mà cái cục của mình là thủy nhị cục, cho nên như là thủy sinh thủy thủy, cho nên nó bình ổn, cho mình dễ làm ăn, mình dễ hòa mình với cái cuộc sống. Thân cư ở thiên di, tuổi mình là cái tuổi âm, tuổi âm mà mệnh cũng âm, cho nên người ta an tại âm thì nó âm cư âm vị, nghĩa là tốt, nhưng mà âm với âm thì nó không có vấn đề xung khắc. Nhưng mà âm nhiều quá thì đâm ra cái con người mình có cái tính khí là nhớ là nhu nhược một chút nha. Làm mà còn cái phần là mình là con thứ trong gia đình chứ không phải là con trưởng. Nhưng mà mình có cái tính bao bọc, mình lo toan cho cả cái gia đình của mình. Khi mà chúng ta an vị cái lá số á, thì bạn an tại Mão tứ chính. Như vậy là cái sức khỏe của bạn, là cái tinh thần của mình có cái tính cương quyết nha. Mình cung tỵ, tại cung tý thì nó có quá lộc, mà có lộc rồi có lộc tồn nữa, nghĩa là mình vừa có tiền nè, mà vừa có học thức. Sau cựu môn tại tỵ, nghĩa là ở trong cái cung phúc đó, thì như vậy là mình vất vả, mình khó hưởng phúc. Sao cửu môn là một cái sao mà nói về tiền, về cái vấn đề miệng lưỡi, ưa cãi vã, ưa những tranh chấp như cái thị phi. Mà mình gặp cái sao đó tại cái cung phúc, có nghĩa là trong cái diện phúc đức của mình nó có nhiều tranh chấp, có nhiều khó khăn, cho nên mình được khó mà được hưởng phúc của tổ tiên ông bà lắm. Mệnh của mình nó là cái sao Thái Âm mà tại cung Mão, thì nó có cái tính thế này nè, mình dễ ngoại tình. Tại vì đó, cái sao Thái Âm mà ở cái cung Mão nữa, hai cái con sao ở cái cung Mão thì nó đã mang cái tính đào hoa rồi, mà sao Thái Âm nữa thì nó có một cái vậy là mình nhiều người chiếu tướng mình lắm, cho nên nhiều người săn soi thì đâm ra mình dễ siêu lòng, mình dễ ngoại tình đó. Nó không có được mấy là tốt chỗ này nha. Sao Thái Âm bạn có ở tài bạch của bạn, thì bạn có cái sao Thái Dương, cho nên mình cái mệnh của mình nó vất vả. Thái Dương nó sáng chói lắm, nhưng mà mình phải bôn ba, mình phải làm việc nhiều thì nó mới tốt, và mình dễ bị cái bệnh đau mắt. Trong cái cung nô bọc của mình á, thì ở cung Thân nó có con sao Thất Sát. Người ta khuyên mình nếu mình có cái trường hợp như vậy á, thì mình nên buôn bán,
mình buôn bán hay cái công việc gì có liên quan đến vấn đề thịt, kiểu như là ngành thực, cái chế biến thực phẩm, mà chế biến thức ăn gì nó có liên quan thì nó thuận, nó hợp với chơi mình hơn. Cái cung phu khê của mình á, thì đóng tại cung Sửu, mà có cái thiên cơ. Thiên cơ là một cái con sao nó khôn ngoan, nhưng mà nó có cái tính nóng nảy và hay ảo tưởng, hơi cái nguyên là hơi huyền ảo mơ mộng, và làm việc thì nó không không cái tính cách làm cái công việc của mình, nó người bạn đời của mình nó cũng không có ổn định nữa. Dạng sinh giờ dậu, cho nên mình có cái tính cương trực nè, có tính tình mình nó ưa cố chấp, mình dễ mất lòng người, tại vì mình cương trực là đã một cái mà đã thẳng quá rồi, mà mình bây giờ mình cố chấp nữa, cho nên vào những cái đó người ta dễ người ta mít lòng với người khác, và người ta khuyên bạn nên đi làm những cái công việc mà nó liên quan về cái ngành võ thì nó thích hợp cho mình hơn, và mình dễ lập được cái công to. Người mà ở cái cung Mão á, mệnh mình mà ở cái cung Mão thì dễ đa tình, dễ cái y như đa tình, và cái tánh mình hay chấp nhất những cái việc nhỏ đáng lẽ mình nên bỏ qua, nhưng mà mình không, những cái việc nhỏ mình cũng vinh vào đó, cho nên mình cố gắng bỏ những cái quá nhỏ nhặt, mình đừng quan tâm. Mình có cái sự mà cái con ốc, có cái ốc thẩm mỹ nè, có cái ốc quan sát rất là nhạy bén, và mình cũng có một cái là tung Mão là có một cái sự là ưa nóng giận nha. Và mệnh mình nó là hành thủy, nó khác cái con sao thiên mã, nó khác con sao thiên mã, hành thủy và thiên mã nó khác nhau, như nó cho nên trong cái thực tế thì khi mà mình sử dụng xe cộ mình á thì nó ưa bị hư hao hỏng. Bây giờ cô đi sâu cho bạn về cái cung mệnh thôi, tại vì nếu mà nói nhiều quá thì nó không có đủ cái thời gian nha bạn. Thì đi sâu vào cái cung mệnh của bạn, thì cung mệnh bạn đó là thuộc tam hợp hợi mão mùi. Đứng ở trong cái tam hợp này á, thì giống như con người mình á, sinh ra đi trả nợ đời, mình làm việc rất là vất vả, nghĩa là mình lao nhọc, mình chịu khó, mình làm việc giống như là mình trả làm việc để mà nợ từ kiếp nào đó, thì bây giờ mình phải trả. Và trong cung mệnh có mình có là bạch hổ quan phù thái tế, thì như vậy là bạn có cái bộ tứ linh ở trong đó rồi, cho nên mình có nhiều cái may mắn, mình có không bao giờ bị cô quả, mình được thuận lợi. Đặc điểm của tam hợp thái tuế nè, là trong hợp thái tuế của bạn có tuế, có lại thái tuế mà lại bị gặp tế phá, cho nên nó khó khăn ở 30 cái năm đắc ý, 30 năm đầu, nghĩa là cái thời gian mình trước 30 tuổi thì mình làm việc nó có nhiều cái công rao, có nhiều cái sự hiện hết, nhưng mà 30 năm về sau thì mình không được như ý của mình, đâm ra mình có cái phần buồn phiền. Và cái con sao mệnh của mình nó là cái con sao thái âm. Khi mà có con sao thái âm nó tọa mệnh thì mình nó thường thường là cái con người hiền lành nha. Nhưng mà bạn chú ý cho xem phải không, thì đa phần người có thái âm tọa mệnh đó, thì thường thường là mất mẹ sớm nha. Bạn tế nhị đóng trong cái cuộc sống, trong cái chuyện bạn chu toàn về cái công việc tình cảm của bạn, bạn dễ bị những cái cảm xúc nó chi phối cho mình, cho nên mình dễ bị xao động với bên ngoài, đối cảnh ở bên ngoài, và mình dễ xích cái cảnh là mình ngoại tình, có cái tư tưởng mình ngoại tình. Trong mệnh mình lại có cái quốc hoa, thì cái chính cái bản thân mình nè là cái người kêu là quý nhân của mình. Người ta quý nhân là nhờ một cái người khác, nhưng mình là quý nhân của mình, cho nên gặp cái chuyện gì khó khăn gì đó
thì chính bản thân mình tự giải quyết nó. Chuyện lớn nhỏ gì mình cũng tự giải quyết hết. Và mình đứng giữa hai cái cung mà cái mệnh mình thì đứng giữa cái cung huynh đệ và cái cung phụ mẫu, thì nên có những cái khúc mắc gì giữa cha mẹ mình với anh chị em thì mình là đứng ra cái vai trò kêu là trung gian để mà mình hòa giải những cái khúc mắc đó. Và cái sao thái âm người ta bảo nói là một cái sao thái âm người nói về sao huyền nguyệt á, là nó không có được sáng chói như cái sao thái dương nha. Thái dương là mặt trời tỏa sáng và thái âm là mặt trăng. Vì cái mặt trăng nó có cái tính âm, cho nên mình có một cái tật nữa là mình có cái tật ưa giấu tiền. À bây giờ có vợ chồng đó thì tiền bạc người ta có thể là người chồng về đưa hết cho người vợ, nhưng mà không, bạn là không đâu, phải cất một cái riêng, một cái túi riêng, mình có phòng thủ một cái túi riêng làm gì mình dễ kiếm tiền. Thường thường cái đặc tính của những người có cái thái âm là như vậy. Mà nam á, nếu mà nữ mà cung mệnh gặp cái chữ tà gặp thái âm á thì nó tốt, nhưng mà nam á gặp thái âm thì nó hơi đối cách, thường nó hơi là chống cách một chút, nó không hợp lắm. Tại vì là cái trái âm là cái người mẫu người dịu dàng nè, một cái mẫu người của gia đình mà mình gặp cái sau này, và mình lại cũng có cái khuynh hướng là mình sẽ có cái khả năng là mình sẽ chọn cái mẫu người là người vợ của mình lớn hơn tuổi hơn mình nha. Người có thái âm thủ mệnh thì cũng có cái tâm tình mình là ưa dễ cái thay đổi lắm. Cung Mão ở đóng ở cung Mão cho nên dễ phạm đài hoa, dễ say nắng, dễ mình tâm hồn mình dễ bay bổng với những cái mối tình ở bên ngoài, mà người ngoài ở người ta thấy mình này cũng người ta cũng say nắng cho mình, cho nên mình cứ đứng trao ngảo giữa cái tình cảm, mình dễ cái sự mà dễ say nắng, đâm ra trong cái tình cảm của mình nó không có sự chuyên nhất. Thì mình có thể làm những cái công việc gì nè, khi mà mệnh thái âm chiếu mệnh mình thì mình có thể trở thành, nếu mình có năng khiếu về ca nhạc thì mình có khuynh hướng mình sẽ trở thành một cái siêu sao ca nhạc nè. Mình giỏi về tâm lý mà con người mình nó là cái mẫu dịu dàng thì mình có thể trở thành một cái bác sĩ tâm lý. Và khi mà bạn có cái thái âm nó cự ở môn thì cự ở mệnh của bạn á, thì bạn ít khi nào mà gặp cái cảnh túng thiếu. Và bạn có ở trong cái cung mệnh của bạn có cái sao Long Trì, có Phượng Cát, nên có nhiều khả năng bạn làm tốt được những cái nghề nó chuyên về cái mảng nghệ thuật như là nhiếp ảnh nè, làm thợ kim hoàn, mà hiện nay cái nghề hot nữa, cái nghề là săn đó các bạn. Nhưng mà cuộc đời của mình đó là ở cung Mão rồi lại nó có cái con sao Suy, nên mà khi mình đạt được đỉnh vinh quang rồi thì mình lại dễ có bị suy thoái một chút nhiều, ít nhiều nha các bạn. Thì bài chia sẻ cho bạn xin đến đây là hết. Thì thân ái chào các bạn, cảm ơn các bạn đã gửi những cái phản hồi cho cô. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc.